Anh em nào mà có nhu cầu muốn mua hạt Liên Minh, Liên Quân, Free Fire, FIFA Online hoặc là PUBG thì có thể ghé vào shop.com mua ủng hộ mình nha. Đây là shop bán của mình nha anh em ơi, cực kỳ uy tín và chất lượng, giá cực kỳ rẻ. shop.com nha. Anh em nào có thắc mắc hoặc là muốn hỗ trợ tư vấn cái gì thì có thể bấm vào đây chat nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ. Mình đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BCG đây và chào mình đã quay trở lại với cái series mà BCG chơi đấu cho trận lý mobile này anh em ơi. Thì tiếp tục trở lại với những dự án mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em chơi một cái meta hiện nay đang rất là hot, có thể nói là sẽ bam trên một trận từ răng đồng tới đang thách đấu luôn anh em ạ. Nhà nhà chơi, người người chơi và ai ai cũng đều spam cả, đó chính là vệ binh tinh tướng nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em chơi cái đội hình này và mình sẽ hướng dẫn anh em xây dựng đội hình này một cách cơ bản nhất để cho anh em nào mà có ý định muốn chơi thì có thể chơi được nha. Thì nói thật á, giờ cái đội hình này anh em chỉ cần ra một cái blue thôi, với lại là nó ra tướng một tí thôi, hoặc là anh em có ý định muốn chơi luôn á thì hãy chơi đi. Giờ hãy cứ spam anh em ơi, tại vì giờ nó cực kỳ lỗi, mạnh cực kỳ. Mình tuyên bố rằng đây là một trong những đội hình gọi là mạnh nhất lịch sử ở trong đấu trường chân lý luôn á. Anh em nào mà muốn lên răng ngay bây giờ thì hãy spam ngay mà luôn nha. Thì đội hình này gồm gọi là 6 phù thủy, lột 6 và binh tú, 4 phù thủy, 2 hộ vệ, 2 vũ trụ và 2 bí ẩn nha. Đây là đội hình hoàn thiện nhất khi mà anh em lên level 9. Còn nếu như mà anh em không lên được level 9 thì sẽ không có bí ẩn thôi. Nói chung là đội hình này dễ chơi, dễ trúng thưởng. Thì đội hình này nên chơi khi nào mà anh em muốn chơi thôi, chứ thật sự là không có điều kiện nha anh em. Anh em vào cái vũ trụ nào hay là có đồ nào thì cũng chơi được cả, tại vì cái đồ mà bắt buộc của anh em chỉ là một cái blue thôi. Thì lúc đầu game cái ra quái đi chợ lúc đầu game đúng không, anh em chỉ cần lấy được một cái nước mắt, xong rồi chỉ cần mong chờ nó rớt ra thêm một cái nước mắt nữa, hoặc là anh em phích máu anh em lấy thêm một cái nước mắt nữa thì có thể chơi được rồi đó anh em ơi. Nói chung là đội hình này muốn chơi thì chơi, còn không muốn chơi thì bắt buộc phải chơi để người ta không chơi nha. Tại vì nếu như mà anh em để người ta chơi spam thì thật sự là cái đội hình này đang rất là bất bại nha. Có thể là gọi là ăn hầu hết tất cả đội hình hiện tại luôn á. Siêu công nghệ đến kiếm khách hay là đến tiên phong hay là đến các kiểu. Đây là bài mạnh nhất và hot nhất mà mình muốn gửi tới tất cả anh em trong phiên bản 10-14 ngày hôm nay nha. Thì mình sẽ cố gắng mình gửi tới anh em một cái đội hình gọi là hoàn hảo nhất và nói chung là hoàn thiện nhất và có thể giúp cho anh em lúc nào cũng chơi được cả, không có phụ thuộc vào đồ cũng như là không có phụ thuộc vào tướng nó ra hay không nha. Mình tin chắc rằng trong trận đấu mình đang đánh là ít nhất là 4-5 ngày chơi, tí nữa mình cho anh em xem. Nãy giờ mình chết qua rồi, tại vì là mình cũng thấy là người ta ghép blue rồi, mình cũng thấy là người ta bích tướng pháp sư các kiểu thì ít nhất trận này là 4-5 ngày chơi nè. Đấy, thì mình sẽ chơi luôn cho anh em xem coi thử cái đội hình này nó sẽ bam nó mạnh đến cỡ nào nha. Thì nếu như mà anh em nếu thấy hay thì đừng quên đã làm like ủng hộ mình nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đang trên kênh hàng ngày nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật cho anh em những cái meta gọi là mới nhất, hot nhất để giúp anh em nào mà muốn leo rank thì có thể cũng như là không bị lạc meta nha. Thank you anh em rất là nhiều. Thì mình còn vài bài meta muốn gửi tới tất cả anh em, thì anh em nào muốn xem thì có thể theo dõi follow kênh mình nha. Thank you anh em nhiều nha. Cái này là mình có một cái blue rồi, nó thật sự là giờ không còn fit máu luôn á anh em. Giờ không còn fit máu luôn á. Đồ chuẩn sinh ra mình muốn ghép á là bắt buộc nha, là phải có blue với lại là một cái giáp thiên thần. Giáp thiên thần thì tùy thuộc anh em thôi, anh em thích ghép thì anh em ghép, nhưng mà có món bắt buộc phải là có blue nha. Bắt buộc luôn, không có blue thì không được chơi sinh ra. Mà cái blue này kiếm khá là dễ. Anh em lúc ra đi chợ đầu thì cố gắng lấy một cái nước mắt, xong rồi fit máu, xong rồi lấy thêm cái nước mắt nữa là đủ rồi. Cái này chắc mình lấy đồ tăng đi anh em ơi, một cái giáp lưới hay là một cái kháng phép hay là một cái đai lưng đi. Chỉ còn lại nhiêu đó thôi. Nhưng muốn lấy không lấy cũng phải lấy à. Ok na, lấy giáp lưới nha anh em ơi, để tí nữa có gì ghép giáp thiên thần luôn. Thì cái đội hình này anh em sẽ chơi level 7 nha. Rồi nó level 7 nha anh em ơi, để hoàn thiện đội hình full được 2 sao hết. Hồi xưa là anh em cần phải roll được Cinderella 3 thì mới có thể được gọi là top 1 được. Còn bây giờ nha, anh em lên level 7, anh em chỉ cần roll được con Cinderella 2 sao thôi. Chỉ cần 2 sao thôi nha anh em ơi, là anh em có thể gọi là lọt top 100% luôn nếu như mà có đồ chuẩn và đội hình của anh em full 2 sao. Còn nếu như mà anh em đội hình yếu quá thì anh em có thể roll sớm ở level 6, hoặc là nếu như mà nhiều người chơi quá thì anh em có thể roll sớm level 6 nha, để anh em kiếm tướng trước để không bị giành hết tướng nha. Mà bây giờ con Cinderella là tướng 3 tiền mà nó gọi là 18 con, thật sự là anh em cứ dành thoải mái đi, roll cũng có.
thì chắc chắn rồi, cái meta này và đội hình này và tất nhiên là con sinh ra nha là sẽ bị nếp mạnh luôn anh em. Mình có đọc sơ sơ thông thấu và thông tin thì nó sẽ nếp lên lại là 50 mana, nhưng mà từ 40 mana lên 50 mana thì thật sự là mình cũng không có cảm thấy quá là khác biệt đâu, mình tin chắc rằng nó vẫn mạnh đó 100%. Thì cái đội hình này gọi là tướng đồ chuẩn á, thì sẽ có một á, là Yaoi nha, hai là Ahri, ba là Sinnera, bốn là Noko, năm là Soraka, còn sáu á là con Janna. Đây là sáu con và binh tinh tú mà anh em bắt buộc phải có. Bobby lúc đầu game á, thì anh em chơi để lấy búp sớm, còn không thì lúc về sau á, thì anh em sẽ bán nó nha. Xong rồi anh em sẽ kịp thêm con Lulu để lấy bí ẩn với Soraka. Xong rồi cái con hộ vệ á, thì anh em một á, để lại con Yavan để lúc cuối game á, anh em bỏ thêm con Starat vào là sẽ có hắc tinh nữa, còn không á, anh em sẽ lấy con Rakan lúc cuối game á, anh em bỏ thêm con Lulu vào là sẽ có vừa vũ trụ vừa bí ẩn nha. Đội hình chuẩn á, là sẽ là 6 và binh tinh tú, 4 phù thủy, 2 hồ vệ hoặc là 2 bí ẩn hoặc là 2 hắc tinh và vũ trụ nha. Đó sẽ tùy thuộc vào lúc cuối game anh em chọn con tướng là thôi. Cái này mà Vlay mà có và binh tinh tú cho mấy con pháp sư khác á, thì nó gọi là binh nha anh em, còn không thì cứ gọi là cứ spam là lên là chắc chắn lên rank luôn. Cái bài này yếu một cái á, là sẽ bị nhiều người kết và bị nhiều người chơi cùng á, nên có thể là tướng anh em khi mà roll nó sẽ không ra. Đây là cái điểm yếu duy nhất mà mình có thể phát biểu vào cái đội hình này. Điểm yếu duy nhất cái nha anh em ơi là chỉ sợ người ta giành tướng thôi, chứ thật sự là cái bài này không có điểm yếu luôn. Mấy cái ông mà lắp rồng á, thì về lay mình chỉ cần bỏ trong con Janna vào thôi là gây sát thương chuẩn luôn, không cần nói nhiều. Còn mấy ông tiên phong thì thôi gặp là khóc luôn á. Còn mấy ông nào mà chơi Master Yi hay là các kiểu Sinnera, nó chỉ cần ném bi vào chúng thôi nha, thì thôi bye bye ông Yi luôn. Hay là ông bên nào chơi Vayne hay là Echo các kiểu, hay là Vayne hay là con Seiya hồi bữa mình hướng dẫn anh em á, thì đều là tuổi và đội hình này luôn, trừ khi mà anh em xếp đội hình hay lóc được các kiểu thôi thì mới thắng, còn không thì khá là khó thắng đó. Thì cái đội hình này lúc đầu game anh em sẽ dép được bằng rất là nhiều đội hình khác nhau. Mà mình khuyên anh em á, nếu mà có phép lúc đầu qua thì cứ dép bằng cái đội hình này của mình đang chơi nè: tiên phong, phù thủy và binh tú và hắc tinh nha. Đây là đội hình dép lúc đầu game cực kỳ ngon luôn. Còn nếu như mà không có thì nó mới dép bằng siêu công nghệ hoặc là dép bằng nổi loạn, mật thám rồi cũng mới chiến đấu gì cũng được. Nói chung là lúc đầu game nó ra cho anh em cái gì thì anh em có thể dép bằng cái đó, xong một tí vlay á mình thay sau, mình thay từ cũng được. Đồ của Cinderella thì lúc đầu game em sẽ cho một là TF cầm, hai là con Ahri cầm nha. Thì lúc đầu game nó cho mình sẵn một con Ahri luôn, nên mình cho con này nó cầm luôn. Sau một tí nữa mình sẽ bán nó, mình thay đồ lại con Cinderella là ok nha. Còn mấy đồ tăng thì em cứ cho Bobby, Neko, Mordekaiser hoặc là những con nào tiên phong á. Tí nữa và lay thì mình sẽ bán, mình dùng hết cho con Bobby nha anh em và con Neko. Con Neko ở trong team này á là đam chính, là tăng chính chứ, Ahri 2 sao luôn. Wow, có Neko luôn anh em ạ. Ngon thế nhờ. Mình đang phân vân giữa cái việc lấy hộ vệ hay là lấy phù thủy đây. Lúc đầu mình định bỏ con Revenge vào á để mình cho nó mạnh một tí, nhưng mà Ahri lên được 2 sao rồi thôi chứ. Binh luôn anh em, đội hình binh rồi này. Để tí nữa mình chết qua cho anh em xem nha, là coi thử có bao nhiêu người chơi đội hình này ở trong trận đấu này nha. Coi thử có bao nhiêu. Đội hình mình nó thật luôn là mạnh vắt cái đái à. Anh em nào mà chưa chơi hoặc là muốn lên răng á thì hãy nên chơi ngay về luôn. Tại vì đây là đội hình mà mình thấy lỗi nhất từ xưa đến giờ luôn á. Hồi xưa và bên tinh tú đâu không có lỗi gì đâu, giờ lỗi cực kỳ. Anh em nên nhớ là chơi bài này ở level 7 nha. Anh em sẽ roll để kiếm full 2 sao ở level 7. Còn nếu như mà ít người chơi á, hoặc là những người mà chơi cùng với anh em bị chết sớm á, thì anh em có thể kiếm con Neko và con Sinnera 3. Đây là hai con mà anh em có thể nuôi lên được 3 sao mà nó gánh tem cực kỳ mạnh nha. Neko là nếu mà được á, cố gắng lên 3 đi, tăng ghê gớm lắm. Còn thứ hai á là Sinnera, còn thứ ba là Ahri nếu mà được nha. Còn thứ bốn nếu như mà bất khả kháng quá thì nuôi thêm con Soraka 3 nữa cho nó hồi máu, mắc binh luôn. Rồi bỏ nhẹ cái phù thủy vào thôi. Giờ kiếm nhẹ con Soraka với lại con một con và bên tinh tú nữa là con Cinderella anh em ơi, bỏ vào là có 6 và bên tinh tú luôn. Và đây thì mình sẽ thay Bobby bằng Janna nha. Janna, trời ơi,
quá tuyệt vời nữa. Cuối game và lay thì sẽ kẹp thêm con Serat để lấy 4 phù thủy nha anh em ơi. Ari, Yawe, Sinera là 3 rồi. Và lay kẹp thêm con Serat nữa, bỏ vào là Hắc Tinh đó để kiếm 4 phù thủy là ok nha. Nói chung là cái bài này á là dễ chơi, dễ trúng thưởng. Còn những cái bài khác á, thì nó cũng khá là khó chơi anh em. Anh em nào mà hỏi cái đồ hình nào mà khắc chế được Sinera thì mình xin trả lời là hiện nay là không có đồ hình nào mà khắc chế hoàn toàn được cả. Chủ yếu là dựa vào trình độ và cũng như là xếp tem gãy lốc của anh em ra sao thôi. Nếu như mà anh em hất tung được con Sinera thì có thể là thắng. Còn nếu như mà anh em không hất tung được hoặc là đồ hình của anh em nó không có gì đặc biệt như là có con nào 3 sao gánh tem á, thì Sinera tuyên bố là đồ hình của anh em là đầu bồi sẽ thách luôn. Ok chưa? Nói thẳng chị đã biết cho, để anh em biết rằng cái meta này nó đang lỗi cỡ nào. Hiện nay mana của con Sinera này là vẫn là 40 nha anh em. Hồi sáng mình đọc thấy là nó ghi là có một cái đợt giảm gấp luôn á, là Sinera nâng lên là 50 nhưng mà mình vẫn chưa thấy. Hiện nay vẫn là 40 thôi. Nó cũng còn khá là mạnh, mất nước mắt rồi à. Chắc mình lấy cái đai lưng đi anh em ơi, chứ ai đánh pháp sư lấy cái kiếm bé làm chi đâu. Đai lưng thì tí nữa có gãy lốc hoặc là dấp máu hoặc là một cái thông đạo riot game cũng được. Đây này, ở level 6 nè, nếu như mà anh em thấp máu hoặc là anh em yếu quá thì anh em có thể roll một tí để kiếm Cinderella để đổi đồ hoặc là kiếm đủ cái bộ về với tinh tú này hoặc là kiếm để cho full được 2 sao. Còn nếu như mà anh em còn nhiều máu như mình nè, còn tiền như mình nè, thì cứ bình tĩnh thôi, lên level 7 chúng ta sẽ chơi tất tay. Lên level 7 anh em chỉ cần roll được con Cinderella 2 thôi nha, và full đồ hình này lên được 2 sao thì anh em sẽ tích tiền và lên level 8 và lên level 9. Thì anh em đừng có mơ tưởng đến cái việc mà có thể nuôi được lon con Cinderella lắm bay nha anh em ơi. Trừ khi anh em quá hơn hoặc là nó độ hoặc là nó có nơ cô quá nhiều thì mới lên được Cinderella 3. Còn không thì ở cái meta này á, anh em lên được Cinderella 2 sao thôi thì phúc một đời rồi. Thật, nói thật với anh em luôn á, Cinderella 2 thôi thì cũng gọi là làm chủ thiên hạ rồi đó. Còn đừng mong tưởng đến việc nuôi Cinderella 3 nha. Như mình đã nói thì trừ khi có quá nhiều nơ cô hoặc là anh em nào chơi chung mà chết trước thôi. Còn Cinderella 2 gọi là binh rồi đó. Trận này mình nãy mình thấy hai ông lên Eloy 3 luôn. Căng thật. Phi công tiên phong và sắp đổ về phù thủy đấy. Ông top 1 cũng chơi pháp sư này. Trận này nhiều người chơi lắm nha. Trận này nhiều người chơi lắm đó. Level 7 luôn ta, up 7 bỏ vào gì nhờ. Up 7 bỏ gì vào ta. Luna vào hay là Rakan đó. Không có gì bỏ vào luôn anh em. Ok, tí nữa xong ra quá thì mình sẽ roll nhẹ nhẹ nha. Mình kiếm tướng cái đã. Ari lên được 2 nè. Thì mình phải kiếm lại được một con 2 sao nữa hoặc là một con 1 sao đi để mình đổi đồ. Ông này chơi tiên phong với lại cổ bách lộn. Tiên phong với lại cơ giáp. Cái đồ hình này hồi xưa mình thấy chơi khá là nhiều với lại nó khá là mạnh đó. Còn bây giờ mạnh hay không thì mình chưa biết nha anh em. Chứ hồi xưa mình thấy người ta chơi khá là nhiều với lại mạnh á. Ok, bây giờ nó vẫn mạnh nè. Mình vẫn thua nè nè. Hôm nay cũng biết chơi điện tử đấy. Đây là 6 hơn 50 tiền, đồ hình cũng binh đó. Chưa thua. Thắng được. Thắng được anh em ạ. Thắng được anh ta. Ari sang quang quy mãi. Trời ơi, ông Ari quang quy sớm là ngon rồi đó. Tự nhiên thua nhảm thật đó anh em. Cây Soraka, ngon. Ok, giờ chỉ thiếu con Cinderella thôi là sẽ có 6 bộ binh tinh tú nha. Một con Cinderella thôi. Hoặc là level 7 chúng ta roll ra được con Janna. Mà điều đó thì nó gọi là 1% đó. Điều đó là 1% nó sẽ ra đó anh em. Ok, đồ đẹp nhất bây giờ là rất gậy. Thì đồ đẹp nhất mà mình có thể ghép cho Cinderella nếu như mà mình chơi nha anh em ơi, thì sẽ là một á là cái bù xanh, hai là giúp thiên thần, còn món đồ thứ ba là mũ thủy nha. Đây là ba món đồ mà đẹp nhất nếu như mà có để cho có thể là ghép cho Cinderella. Còn mấy món khác như là khăn nghệ thuật hay là quỷ thư hay là những cái món đồ như là găng bảo thạch cái kiểu đó, thì em cũng có thể ghép cho Cinderella nha. Nó cũng khá là tốt, khá là ngon. Mình đang roll kiếm với Cinderella nè. Những cái món đồ như là găng bảo thạch nè, như là khăn nè anh em ơi, thì anh em vẫn có thể ghép nha. Tại vì mấy món đồ đó mình nghĩ nó cũng khá là ngon nếu như mà anh em không có mũ
thì nó có thể thay bằng món đồ đó cũng được. Đây, gặp đồng môn nè anh em, gặp đồng môn nè. Ông này nè, thấy không anh em? Đồng môn ngay. Đâu phải đùa đâu. Ông này Yowie sắp 3 luôn nè, độ thế nhờ. Ô, con này Illaoi tăng ác thế. Ông này được Illaoi đổ, ông chơi Illaoi tăng luôn nè. Căng thật. Tí nữa vào lay bỏ thêm con Victor vào lấy cổ ba chiến đấu thì con Illaoi này nó bất tử à. Nó bất tử à. Thế này thì ai chơi với ông nữa. Ông kia April mà hai găng nhìn tởm đó. Cinderella ơi, mình cần bạn. Thấy không? Giờ mình roll không ra được một con Cinderella nè. Không anh em, khó lắm chứ đâu phải đùa đâu. Đây rồi, vừa mới nói xong luôn. Nhưng mà Cinderella 1 thay là cũng hơi yếu đó. Eri 2 thì mình nghĩ nó vẫn mạnh hơn Cinderella 1 đó anh em. Như mình đã nói thì anh em chỉ cần roll được con Cinderella 2 sao này ở level 7 thôi nha, thì anh em sẽ bắt đầu anh em up cấp lên level 8 và level 9. Chỉ cần 2 sao thôi nha anh em, 2 sao thôi, anh em đừng có mộng tưởng đến 3 sao. 2 sao là quá đủ rồi, 2 sao là binh rồi đó. Nãy giờ mình troll thấy mẹ luôn mà mới được con nè. Chưa có 6 và binh nó còn hơi yếu á. Còn hơi yếu anh em, 62 máu. May mà lúc đầu mình giữ máu tốt á. Cái bà này chủ yếu là anh em phải giữ máu tốt lúc đầu game, với lại là roll phải chuẩn đó. Trận này là ít nhất là 3 nhà chơi chung nè. Đấy, thấy không anh em, bắt quá trời kìa. 3 nhà chơi luôn á, tính mình nữa là ít nhất là 4 nhà. Đồng và cái đái á. Đây nè, nhà này chơi tiếp nè. Mình chết xem nha. Đây đúng rồi, là 3 nhà chơi anh em ơi, tính tổng cộng là 3 nhà chơi. Ok, tạm thời là lấy 6 và binh tinh tú đi. Mình nghĩ là 6 thì nó sẽ mạnh hơn 4 rất là nhiều. Bỏ cái hộ vệ ra cũng được, khắc tinh cũng Sida, bỏ luôn. Ông Zed này nhìn đồ ác thế. Ai chơi với ông đây? Trời ơi. Illaoi 3 nữa. Trận này Illaoi 3 nhiều thế nhờ. 49 máu. Ok, còn trong ngưỡng chấp nhận được. Ngưỡng này là phải thua nhiều lắm mới chết được. Không có sao hết nha nè. Mình nói rồi, chỉ cần lên được Cinderella 2 thôi thì tuyên bố mấy tất cả đội hình khác là đội bồi sẽ đắt luôn. Mình nói thật. Mình nói thật luôn. Anh em cứ đấm mình đi, anh em cứ cho mình ăn hành đi. Anh em thấy không? Ông top 1 thấy không? Chỉ cần lên được Cinderella 2 thôi, một cái thôi, anh em thấy không? Chủ thắng luôn. Nó là như thế đấy anh em, meta bây giờ là như thế đấy. Anh em chỉ cần lên được Cinderella 2 cầm blue thì là chủ thắng. Còn không mà không có Cinderella, không có blue á là chủ thua nha. Nói thẳng và cho nó nhanh. À, lấy hơi khó đấy. Này đi anh em ơi, mình tính lắp 2 cây gãy lóc luôn. Chơi là phải chơi như thế. Đội hình mình yếu thì phải làm đội hình người ta mất tướng thôi. Chờ 2 gãy lóc luôn. Khó nó nhiều. Roll là 3 round rồi nha, mà vẫn chưa thấy con Cinderella 2 đâu cả. Mới thấy một con rồi anh em. Roll tiếp nè. Cái này không ra thì chịu thôi. Roll chừng nào lên được Cinderella 2 thì mới lên cấp nha anh em. Còn không thì Ari nữa nè. Ari 6 con rồi mà vẫn chưa thấy một con Cinderella nào nữa. Neko 2 luôn nè anh em. Cinderella ơi, lên giùm mình 2 sao cái đi mà. Khó thế. Chắc hết round roll tiếp thôi anh em. Hai gậy lốp luôn à. Ghép luôn đi anh em. Tầm này là phải ghép vội thôi. Tầm này là phải ghép vội thôi. Đồ này phải ghép vội thôi. Bay lên theo bầu trời. Ông này Timo đồ nhìn gớm đó. Anh em nhìn kìa, đồ Timo kìa. Đồ này đồ đúng là đồ thế giới rồi. Lại thua rồi. Anh em cứ đấm mình đi nha. Anh em cứ cho mình ăn hành đi. Chừng này mình lên được con Cinderella 2 một phát thôi thì nó thật với đem luôn là tất cả đồ hình khác là đào bồi sẽ đắt luôn. Trận này hai nhà chơi chung nên bị giành tướng nhiều cực luôn.
đây là chính là cái điểm yếu mà mình nói tới với tất cả đây thôi. Thì bị giành đó anh em, đây là điểm yếu duy nhất thôi. Không còn Victor nha anh em, Bích chơi vui thôi. Cinderella ơi, em ở đâu rồi? Cinderella ơi, không thấy luôn anh em ơi. Anh em thấy không, mình kiếm con Soraka không lên được hai, con Cinderella không lên được hai luôn. Anh em thấy khó cỡ nào chưa? Nên anh em nào mà có mộng tưởng nuôi Cinderella lên được 3 sao á thì hãy dừng nha. Khó lắm. Đồ này mình thắng không ta? Tại vì lúc đầu game mình hất tung được con Steam với lại con ấy luôn á. À, thắng anh em ơi, hai cái lốc này đúng là chuẩn mà. Mới đầu hất tung được con Sen 3 luôn thì thắng chắc rồi. Rồi. Rồi thí mẹ luôn mà vẫn chưa thấy được Cinderella 2 sao ạ. Vãi. Ra Urgot ngay level 7 luôn như này. Sợ. Sợ thật á anh em. Sợ thật á. Urgot này level 7 ạ. Rayana thì hay biết mấy. Cái này quá rất đồ đẹp nhất là cái gậy nha anh em. Từ lúc đầu game đến giờ mình vẫn chưa biết thấy mặt cái gậy là cái gì cả. Chưa thấy mặt cái gậy luôn á. Đánh quái là chưa thấy rớt một cái gậy nào luôn nha. Nếu mà giờ có gậy thì mình sẽ ghép cho nó một cái kiếm súng hoặc là một cái gì đó cũng được. Lại là đai lưng à. Gậy đi mà, từ đầu game đến giờ mà. Giáp lưới à. Trời ơi, nước mắt nữa, không có một cái gậy luôn. Tuyệt vời. Xin rồi ơi. Đây rồi, một con nữa thôi. Đây rồi, lên luôn anh em. Bây giờ nha, mình nói thẳng với anh em luôn là lên đỉnh. Không thể nào mà có gọi là thua được nữa, trừ khi mà gặp ông có nộ nào mà nó mạnh khủng bố quá thôi. Còn bây giờ thì rất là khó để thua nha anh em. Mình nói thật luôn á, giờ mạnh cực kỳ. Anh em coi xin là ra nó quăng bi nè. Nó quăng bi thì thôi chứ. Ghép đồ full tăng nha anh em. Nó cô đồ tăng là đẹp rồi. À ông này cũng gọi là sống vào binh tinh tú này. Urgot nữa này. Xin là ra quăng bi tên bạn khỏi thở luôn. Nhiều. Ây da. Xin là ra tên mình quăng. Đấy. Hợp lý chưa. Đấy. Nhìn tưởng thua nha anh em ơi, nhưng thực chất là không phải là như vậy. Sao mà thua nổi. Cinderella nó quăng như cái máy điện. Đây nè, ông này cũng Cinderella đồ chuẩn nè. Ông này không có mũ thì ông ghép găng bảo thạch anh em, nó cũng khá là mạnh nha. Cái găng bảo thạch với cái mũ thì mình nghĩ con Cinderella này cái nào cũng thích hợp cả. Cái nào cũng là mạnh cả. Ok, như mình đã nói rồi, Cinderella được lên được 2 sao với lại cái vàng và bên thanh tú của anh em là được 2 sao thì chỉ cần up cấp thôi nha. Cái này là mình có Bobby, Nako, Snare, Yowie, Soraka và cả Ari 2 nữa. Thì full độ hình 2 rồi. Giờ là mắc binh nha. Giờ chỉ cần lên level 8, bỏ thêm Steras hoặc là Victor vào, lấy nhẹ 4 phù thủy. Lên level 9, kẹp Lulu vào, lấy nhẹ cái bí ẩn. Xong rồi thay con Rakan vào chỗ con Yavan. Là có thêm cái vũ trụ nữa. Thì sao mà thua được nữa anh em ơi. Hôm nay top 1 đúng không? Nghe nói là giành tướng. Nghe nói là giành tướng. Nghe nói là giành tướng. Anh em biết sao mình thắng không? Tại vì cái đồ hình của mình đó, đồ tăng với lại gãy lốc nó quá nhiều đi. Còn ông này thì đồ hình nó gọi là đem cũng khá là nhiều đó, nhưng mà tăng thì lại có mỗi một con thôi. Còn mình tận 3 con tăng. Cái đồ hình này là chỉ cần câu giờ cho Cinderella nó quăng được nhiều bi nhất có thể thôi là thắng. Không có nhiều. Đấy, tạm thời là đây là đồ hình chuẩn mà mình muốn gửi tới tất cả đó nha. Đồ hình chuẩn hơn thì level 9 nha anh em. Level 9 thì mình sẽ thay con Victor này bằng con Starat. Rồi thay con Yavan bằng con Rakan. Với lại là kẹp thêm Lulu nữa là ok. Uầy, hôm nay Starat định chơi 8 thời không à. Starat kiếm khách với 8 thời không à. Nhìn hơi căng á. Anh em thấy không, cái đồ hình này của mình thì thực sự là đồ nó gọi là Maxida rồi. Nó chỉ rớt đồ tăng thôi mà mình vẫn chơi được nè. Chỉ cần xin ra đồ này thôi anh em ơi là nó cân hết rồi, không cần nhiều. Nè Master Yi 36 nổi loạn đồ rồng thế giới luôn nè. Anh em xem nè. Mình vẫn thắng 100%, không thể nào mà thua nổi nha. Không thể nào mà thua nổi luôn á. Đấy. Thắng gọi là thắng đậm luôn mà chứ đâu phải là thắng bình thường đâu.
xin ra mình tuyên bố là bây giờ nó lỗi, lỗi cực kỳ lỗi luôn. Anh em mà không chơi thì tiếc đó. Anh em muốn lên răng thì cứ spam thôi, là lên răng 100% luôn, mình nói thật. Lên răng 100% luôn, chứ cứ chơi cái bà này cho mình. Giờ lấy đồ gì ta? Giờ một là lấy đồ cho Cinderella thôi mà không có gậy nữa nè. Là chỉ có lấy... mình nghĩ là gì khổng lồ cũng khá là ok. Tại vì gì khổng lồ là giờ nó tác dụng trên cả skill luôn. Sojin là không, là không cần nè. Phút 7 thì cũng không cần nè. Chắc lấy gì khổng lồ đi. Ok, mình sẽ đợi tính cái ra quái cây in nữa anh em. Xin thử nó rớt đồ gì đẹp cho con Cinderella không. Nếu mà không rớt đồ đẹp thì mình sẽ giết lộn, mình sẽ ghép cái gì khổng lồ nha. Còn từ từ, bây giờ thì vẫn gọi là chưa ghép vội nha anh em. Chưa ghép vội, từ từ ghép thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tích tiền lên level 9 nha. Lên level 9 là đồ hình anh em binh á. Là đồ hình anh em nó quá là ok luôn. Anh em thấy mình nói đúng không? Từ khi mà mình lên được con Cinderella 2 sao á thì anh em thấy không, chủ thắng luôn. Mình đâu có nói, mình đâu có xạo với anh em đâu. Chỉ cần anh em lên được Cinderella 2 thôi là chủ thắng luôn. Quá dễ dàng. Gặp ai đây? Nè, Starlight kiếm khách với 8 thời không nè anh em ơi. Xin thử có thắng mình được hay không nha. Cinderella nó chửi thôi rồi luôn. Nó chửi thôi rồi luôn. Nếu mà muốn khắc chế cái bài này thì em chỉ có thể chơi gọi là 1 là phút 7 thôi, 2 là cái máy chiếu, 3 là bỏ con rồng và cho nó giảm mana. Mà khắc chế là chỉ khắc chế được một phần nhỏ xíu thôi nha anh em ơi. Còn khắc chế hết hay không thì đợi Riot nó nép luôn nữa. Chứ tầm này thì đội khắc chế là hơi mệt á. Ông top 1 đang định nuôi Cinderella 3 rồi anh em. Mình thấy là ông có 2 con 2 sao rồi và lại có Noco nữa. Ông có khả năng là lên được 3 đó. Có khả năng thôi. 6 con và lại có Noco. Bobby 3 luôn kìa. Yowie 3, Illaoi 3. Đội hình cũng khá là đẹp đấy. Gặp ổng luôn nè. Đội hình mình là chuẩn hơn nha anh em ơi. Đội hình mình mạnh hơn, chắc chắn rồi, thấy không? Bobby với Illaoi 3 sao mà hai con tăng nhất bị lock lên thì team bạn chơi bằng niềm tin gì đây. Mà mình cũng bị lock, mà hẹn mày con Cinderella rồi. Thắng nổi không ta? Thua rồi. Lúc đầu game không để ý. Không để ý anh em à. Mình canh lock người ta mà mình không có canh lock, không có né lock. 24 máu, cấu thật. Trời ơi, cái đồ ở đây chắc ghép gì khổng lồ luôn anh em ơi. Ghép thẳng mặt luôn, tầm này đợi gì nữa. Ông này quỷ thư nè. Hên đó ta. Mình canh lock người ta nhưng mà mình không có canh mình né lock anh em à. Story anh em nhiều nha. Nãy giờ mãi nói chuyện thôi. Mình hất tung hai con tăng của ổng luôn mà, Illaoi với lại Bobby 3 sao luôn mà đó. Đồ full tăng hất tung hết mà mình vẫn thua á. Đúng là cái đồ hình này là chỉ cần con Cinderella nó được xảy skill thôi là thắng mặt. Chứ bị hất tung cái là thua ngay, thấy không? Nên chơi cái này thì anh em nên gọi là hắc não hắc đối phương nha. Để né lóc với lại là set tên cho sao hợp lý, chứ bị bắt con Cinderella một phát thôi là thua chắc. Up 9 luôn nha anh em ơi. Chín luôn đi anh em, tầm này là sống vội đi, 24 máu thua phát đi luôn á. Nhờ Ron kiếm nhẹn Lulu với lại con Sarat hay là Victor 2 cũng được. Sarat đây rồi. Ok anh em nha. Chơi tạm thời như vậy thôi, chứng kiếm được con Lulu nữa là thay sau. Áp đảo luôn rồi anh em. Đội hình mình đúng là áp đảo luôn rồi. Không phải là mình chơi hay gì đâu nha, chỉ là do đội hình nó quá lỗi ở thời điểm hiện tại thôi. Ông này đồ với đồ hình cũng đẹp phết. Ông này một con Cinderella nữa lên được 3 sao nè anh em. Ui, ông có Cinderella 3 luôn rồi kìa. Căng rồi.
có sinh ra ba lưu ông giáo à. Lulu đâu ta? Nico nè, mình chắc nuôi Nico ba đi. Vẫn chưa thấy con Lulu đâu cả. Cái đồ này thì cho ai ta? Cái ông này là mình chắc chắn là mình thua rồi nha anh em. Tại vì mình chưa có bỏ Janna vào á. Mà Garen cầm bút rồng mà nhìn là thua chắc rồi. Ủa, giờ sẽ đậm phát, ngày sinh ra mất cái giá thiên thần luôn. Chịu á. Ủa, quả này là nếu mà sinh ra nó được chơi là chắc mình thắng anh em. JC này đồ nhìn ác thế nhờ. Đập hai phát sinh ra bay màu. Một phát mất một cái dép. Xong một đập phát nữa bay màu luôn. 6 máu à, cạn lại. Mà anh em thấy không, mình lột vô top 4 nè. Lột vô top 4 rất là easy nha. Top 1 thì phải tùy vào anh em trình độ sắp tem của anh em, với lại là đội hình của anh em lúc đó nó ra sao thôi. Ủa, Starat 2 luôn. Lên luôn anh em ơi. Bán Nico đi nhờ, bán Nico đi. Rồi, cho em nó lên. Gậy lốc nè. Bay lên luôn em ơi. Bay lên. Nó là như thế đấy. Cinderella mình cũng bị hất tung anh em, nhưng mà mình nghĩ là mình thắng được á. Món này cứ canh mấy hất tung Cinderella của mình nha. Nãy giờ hơi bị đáng nghi đấy. Hất tung Cinderella của tôi nè, đi luôn. Ông này lại thắng nè. Ông này thắng là do bỏ con Janna vào á. Lý do duy nhất đó anh em, ông này thắng là bỏ con Janna vào đó, là vì nó sẽ gây sát thương chuẩn á. Nhìn cái vuốt rồng mà mình nhìn cũng thấy nản mà. Lấy gì ta, mình nghĩ ngon nhất là hắc đồ cho Serat là binh. Hắc đồ là binh luôn anh em ơi. Serat còn đồ này. Serat sẽ là người phụ đam cho Cinderella. Cinderella là đam đồ mục tiêu á, nên nhiều khi nó anti nó không đúng tướng là nó sẽ bị thua anh em. Serat phụ đam thôi. Rồi cháy máy ở level 9 luôn rồi. Vẫn chưa thấy con Lulu đâu. Hư cấu. Hư cấu quá anh em. Mình còn phải kẹp thêm bí ẩn gấp nha. Phải kẹp thêm bí ẩn gấp thì mới mong là ăn được mấy ông này. Ông này cũng Serat 2, hai cùng đao, xin ra đồ thế giới luôn. Nhìn hơi sợ đấy. Nhìn hơi sợ đấy. Mày quá hốc tung được con Serat của ổng anh em ơi. Canh me từ nãy đến giờ rồi đó. Thắng được hay không ta? Nãy mình thua anh em ơi. Nãy mình thua mà giờ giờ thắng nè. Xin cái tuổi luôn. Sắp tìm đẹp là thắng thôi. Ông này thắng lại ông này nè. Anh em có để ý không? Anh em có để ý mình điều mình đang nói không anh em? Top 1, top 2 là một bên tú hết. Cái meta của chuối này nè. Kia sinh ra ba luôn rồi, căng không? Lulu nè, ngon ngon thôi, đổ tem nói gì nữa. Đây, đây chính là đồ hình mà gọi là chuẩn nhất mà mình muốn gửi tới tất cả đấy nha. Sáu và vị tinh tú, thánh mẫu, phù thủy, vũ trụ, bí ẩn, hồ về, đồ đẹp nhất luôn đó. À, đồ không phải là đẹp nhất mà đồ gọi là khá là chuẩn. Hai gậy lốc nè, phải nhanh tay hất tung mới được thôi. Đấy, bay lên liền. Cinderella 3 à, mà vàng pháp sư của chúng tôi à. Hợp lý. Anh em thấy không anh em ơi, top 1, top 2 đều là vào bên tinh tú. Tướng đồ hình lỗi VL đầu hàng luôn. Ok, và xin tất cả đúng nha, và tạm biệt em. Hẹn lại anh em bên sau nha. Hãy chắc là nhớ like và xem rồi nha. Bye bye.